Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem về chủ đề là cây hành lá nha các bạn ha. Thì như hình ảnh các bạn đang xem thì cây hành này là mình là mới trồng nha các bạn. Vì lần trước thì có là nhiều bạn là hỏi mình là có cái mô hình nào mà đang trồng không, để quay cho các bạn xem. Thì ở đây là một cái mô hình là mới trồng cây hành nha các bạn, chỉ mới có một tuần lễ thôi. Thì sẵn hôm nay mình quay cho các bạn xem, để cho các bạn nào mà có dự định mà trồng hành kinh doanh các bạn thì các bạn có thể là xem được ha. Và ở đây là cái mô hình là trồng cây hành sạch nha các bạn, có nghĩa là trồng ở trong một cái lưới mùng nha các bạn ha, và lên liếp nó rất là kỹ luôn nha mọi người. Và hành này là mình mua từng tép về các bạn, và mình trồng lại nha từng tép ha, và kết hợp với là rơm nè các bạn. Đây mình dạch ra cho các bạn xem nè. Và đất ở đây là đất thịt nha các bạn, và đi ống nước rất là ok và chuẩn luôn. Thì để mình quay sơ cho các bạn xem về cái vườn hành của mình nha. Thì lần trước thì mình có quay hai cái clip hành mà chia sẻ cho các bạn là cách vô phân á, là phân hữu cơ các bạn. Thì các bạn có hỏi là có cái vườn hành nào mà để quay cho các bạn xem không, thì cái vườn hành mà mới trồng á, thì đây là một cái vườn hành mới trồng các bạn có thể là xem ha, để quay kỹ cho các bạn xem luôn nè, là lên clip từng luống luôn nha các bạn ha. Thì ở trong cái video này là mình chủ yếu là mình quay cho các bạn xem về cái mô hình ha, còn mé bên tay trái mình là cái vườn húng quế nha các bạn. Rảnh mình sẽ tập trung mình quay chia sẻ thêm về cái húng quế cho các bạn ha. Còn ở trong cái video này thì chủ yếu là tập trung chia sẻ cho các bạn là cái kỹ thuật trồng hành ha. Thì đây cũng là một cái những cái kinh nghiệm thực tế của mình thôi các nha các bạn. Thì nó không có chuẩn là 100%, tại vì là mỗi người có một cách trồng nó khác nhau. Còn riêng ở cái mô hình này các bạn là mình là trồng là lên clip nha các bạn, từng luống nha các bạn ha. Thì cứ 4 luống như vậy là mình sẽ đi một cái hàng là cây nước nha các bạn. Quay cho các bạn xem kỹ thôi. Thì quay bằng điện thoại các bạn thì mình cố gắng mình quay chậm để chống lại cái độ rung các bạn, để đi xa để quay cho các bạn xem ha. Thì cái mô hình này là được trồng bằng lưới mùng nha các bạn ha. Ở trên là lưới mùng, thứ nhất là nó có thể là che được cái ánh nắng mặt trời các bạn, và cái thứ hai nữa là có thể là che được cái lượng mưa, mà khi mưa nó mạnh quá thì sẽ làm mà ảnh hưởng tới cái cây hành các bạn. Nếu mà mình làm bằng lưới mùng á thì cái lượng mưa mà khi mà rơi xuống chúng cái mùng á thì nó sẽ giảm lại. Đây các bạn, đây là những cái hành là mới trồng nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là lên clip y chang mình các bạn trồng nha các bạn, dành cho những người bạn mới nha, để quay sát gốc cho các bạn xem ha. Đó, cái hành rất là đã mọi người ha. Thì các bạn khi trồng này á, thì các bạn cần phải làm đất nha các bạn. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên bón vôi sơ qua, rồi sau đó là các bạn phơi nắng khoảng 2-3 ngày gì đó, rồi sau đó là bạn mới trồng lại ha. Và trồng cái này thì bạn nên là mua rơm mục nha các bạn, mua rơm các bạn, rồi và các bạn ủ cho nó hơi mục xíu. Nếu mà không có nữa thì các bạn cứ trải đầy lên khi mà các bạn mới trồng á. Thì trồng ở đây thì mình nên mua là hành các bạn, và cái thời điểm mà các bạn trồng hành mà nó tốt nhất á, thì thường như mình thì mình sẽ canh những cái lúc mà hành nó rẻ thì mình sẽ trồng lại các bạn. Mình mua cái con giống nó rẻ và mình trồng, thì khi mà khoảng thời gian nó tăng lên là thì mình bán ha. Thì thường thường nó từ là 45 ngày đến 60 ngày là mình có thu hoạch nha các bạn, là vậy ha. Thì trong cái mô hình này thì mình trồng nó thay đổi nó liên tục nha các bạn ha. Ví dụ như trồng xong cái hành thì mình sẽ chuyển sang mình trồng cây huống cây ví dụ vậy nha các bạn, hoặc là cây cải thì hay gì đó, rồi sau đó mình sẽ trồng lại cái hành. Mình canh cái thời điểm nào nó thích hợp nhất thì mình sẽ trồng hành ha, thì nó sẽ chuẩn hơn. Cứ nếu như mà các bạn cứ canh thời điểm mà bạn thấy hành mà nó đang mắc á, và các bạn mua hành giống về các bạn trồng á, thì thật sự là thất bại nha các bạn ha. Tại vì cái khi là cái thời điểm mà các bạn trồng á thì nó đang mắc, nhưng mà khoảng cái thời gian là từ 45 ngày đến 60 ngày là mình thu hoạch á, thì cái giá cả thị trường nó sẽ thay đổi. Lúc đó có thể là giá hành nó giảm á, thì mình sẽ bán thì nó lỗ nha mọi người ha. Vì trồng hành mình phải là đi phân. Còn đây là vườn húng quế nha các bạn. Thì trong những video trước mà mình cũng đã chia sẻ về cái cây húng quế á, thì chẳng trong video này thì có cây húng quế nó kế bên thì mình quay cho các bạn xem luôn nè, để cho các bạn nào mà trồng á thì có thêm kinh nghiệm ha. Thì ở đây là một cái vườn và mình trồng hai loại cây nha các bạn.
một bên phải là mình trồng về cây hạnh và bên tay trái là mình trồng về cây húng quế nha. Thì các bạn có thể xem lại trong cái phần là danh sách phát của mình, các bạn có rất là nhiều loại cây. Thì dạo gần đây thì mình cũng ra là khoảng 4 đến 5 video là về là cây húng quế các bạn, thì các bạn có thể là xem lại ha. Thì mình cũng đã chia sẻ rất là kỹ luôn về cái cách mà gieo thế nào rồi để giống thế nào, các bạn có thể xem. Về cây hành này thì mình mới có 1-2 video thôi, thì thời gian tới thì mình sẽ tập trung mình chia sẻ nhiều hơn cho các bạn nào mà thích làm vườn như mình ha. Nếu bạn nào đang xem thì hãy like cho mình một like nha các bạn, để mình có động lực mình ra những cái video tương tự nha. Và bên dưới có nút đăng ký màu đỏ đỏ các bạn, và các bạn bấm vào nha các bạn ha. Và khi mà các bạn đăng ký kênh của mình á, thì các bạn sẽ nhận được những cái thông báo từ kênh của mình. Thì kênh của mình hiện tại thì hiện nay là chia sẻ là các loại cây nha các bạn. Đây là đất nha các bạn ha, và cái sư dừa nữa các bạn. Đây là sư dừa mình để trồng nha các bạn ha. Thì mình á, thì biết cái kinh nghiệm của mình á, thì mình thích trồng đồ bằng sư dừa nhiều hơn các bạn, thì nó không có nhiễm khuẩn nhiều á. Đây là cái hành các bạn, nó đã ra rễ nha các bạn. Thì cái hành này thì mình đã trồng được từng lễ rồi các bạn, và bây giờ là nó đang bắt đầu xanh các bạn. Và tưới nước á, là mình sẽ tưới vào buổi sáng và buổi chiều ha. Riêng cái kinh nghiệm của mình á, là mình sẽ tưới vào buổi sáng và cái buổi chiều, buổi trưa là mình không có tưới nha các bạn, vì ánh nắng mặt trời nó khi mà tưới xuống thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái bộ rễ nha. Đây các bạn, rơm nha các bạn. Đó. Thì trồng cây bất cứ là cái gì thì các bạn nên đầu tư rơm, thì để cho nó hiệu quả hơn nha các bạn. Rơm bây giờ nếu mà mua ở bên ngoài thì nó tầm khoảng là 25.000 một cục nha các bạn ha. Khi mà bạn nên chọn những cái đất rơm nào mà nó đã phơi nắng kỹ thì các bạn mua về các bạn ủ thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như rơm mà nó đang ướt quá bạn mua về thì trong những cái rơm đó thì nó đã nhiễm khuẩn rồi, bạn về bạn xử lý qua cây hành á thì nó sẽ bị nhiễm bệnh nhiều nha các bạn. Các bạn nên cân nhắc khi mua rơm nha. Thì thường thì các bạn nên vào những cái nơi mà bán rơm uy tín các bạn, thì bạn mua những cái loại mà rơm cũ á về bạn ấy, chứ bạn đừng có mua cái rơm mới về nha các bạn ha. Ở đây mình quay kỹ cho các bạn xem luôn, cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình các bạn. Thì bạn nào đang xem thì hãy like cho mình một like ha. Và đặc biệt kênh mình thì quay rất là nhiều loại cây, thì các bạn có thể xem lại trong cái phần ở trên sách phát của mình nha các bạn. Mình phóng to lên cho các bạn xem nè ha. Đó, rất là ok nha mọi người ha. Thì hiện tại mình đang ở ngoài đường các bạn, tại vì cái đám hành này các bạn nó gần ngoài đường á, thì đôi lúc có xe cộ á các bạn nghe các bạn thông cảm cho mình nha. Để quay sơ cho các bạn sơ một vài giây nữa thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì bạn nào chưa like thì hãy like cho mình ha, cũng như là các bạn có những cái group về chuyện cây trồng á thì các bạn có thể là chia sẻ cho mọi người cùng biết nha các bạn. Rồi thì video mình quay ngắn tới đây thôi nha các bạn nha. Rồi mình mến chào tất cả các bạn và chúc các bạn thành công nha.